Không được. Trúng điện. Không vào. Rất thiếu may mắn. Vừa rồi bóng đã đi cắt mặt. Không vào. Rất khó tin. Lòng rượu. Tông vào. Bóng đã đập vào cột dọc và đập vào giày Quốc Bảo và đi ra ngoài. Không được. Không vào. Một pha đi bóng rất cay. Trước đó là pha đi bóng tuyệt vời của thằng Tèo. Nhịp đập iPhủi và iPhủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.